Tuyến quốc lộ 27C nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, mà điểm đầu tiên ở dưới này á, là địa phận thành phố Nha Trang, còn ở trên Lâm Đồng á, là cái điểm cuối cùng là thành phố Đà Lạt. Cái tuyến đường này nó dài hơn 100 km, nhưng mà đa phần á, là đường đèo rồi đường dốc quanh co uốn lượn, rất là khó đi, hầu như là không có đường thẳng. Nhưng mà trong đó cái điểm nhấn rất là quan trọng đó là đèo Khánh Lê. Đèo Khánh Lê với độ dài 29 km là một trong những cái con đèo rất là nguy hiểm, mà mình tin chắc rằng những các bạn nào mà đam mê xê dịch, những các bạn nào mà đam mê phượt cũng như là khách du lịch đều muốn một lần trải nghiệm đi qua cái cung đường đèo này. Các bạn biết rồi, cái dãy Trường Sơn của mình á, nó đi dọc từ Bắc chí Nam và nó chia làm nhiều cái cụm núi, nhiều cái khu bảo tồn. Thì trong đó có cái cụm, cái khu bảo tồn là Chư Danh Sinh. Cái cụm Chư Danh Sinh này nó ở Đắk Lắk, nhưng mà nó có thêm một tí ở bên Lâm Đồng nè, rồi một tí xíu ở bên Khánh Hòa, rồi nó ló thêm chút nữa ngoài Phú Yên, gọi là cái đèo Cả. Độ cao của Chư Danh Sinh là trên 2000m. Và đèo Khánh Lê á, thì cũng mới xây dựng hơn 10 năm nay, đâu đó là tầm khoảng 15 năm, để mà thuận tiện trong cái việc mà lưu thông, giao thông, rồi buôn bán hàng hóa, cũng như là khách du lịch họ di chuyển dễ dàng. Đặc biệt là những cái tỉnh như là Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định rồi đó, thì họ đi lên Lâm Đồng, đặc biệt là đi về Đà Lạt á, thì nó sẽ gần hơn, nó rút ngắn cái thời gian di chuyển. Chính vì cái đèo Khánh Lê cũng như cái đoạn quốc lộ này nó đi ngang qua cái cụm núi Chư Danh Sinh, cho nên là đèo Khánh Lê này nó từ ở độ cao mà 500 rồi lên 1000 rồi lên 1500, có nghĩa là độ rất là cao. Đèo Khánh Lê này nằm trên độ cao là 1500m, cho nên là nó có những cái đoạn mà uốn lượn quanh co rất là nguy hiểm. Có những lúc thời tiết xấu hoặc là những cái vào những cái lúc mà mùa mưa á, thì cái đoạn đường đèo này nó thường xuyên xảy ra sạt lở đất nè, rồi đá đồ này kia nó lô xuống, hoặc là đường nó bị sụp lún, cũng như là nó có vực sâu rồi nó có rãnh núi này kia, rất là nguy hiểm. Vào cái mùa mưa cũng như là cái mùa này, đặc biệt là mùa mưa, mùa này thì cũng có, mùa này thì trên ở độ cao 1500m thì sương mù dày đặc luôn. Đi trên đèo này thì rất là lạnh. Đa phần là các bạn là đi qua cái con đèo này thì cảm giác rất là sợ. Ai cũng truyền tai nhau là đèo này nguy hiểm, rồi sạt lở này kia rất là nhiều. Ngày hôm nay mình mời các bạn về đây để mà xem cái clip quay trên cao, cũng như là trải nghiệm thực tế đi xe máy qua cái con đường đèo này, xem thử là cái độ nguy hiểm cũng như là cái nét đẹp mà mình quay cái con đèo này từ trên cao, xem thử là như thế nào nha. Rồi, đi thôi. Nếu mà nói rằng bạn đam mê trên những cái cung đường phượt, những cái cung đường đèo, thích khám phá những cái cung đường mới lạ, thì đèo Khánh Lê không thể nào bỏ qua được. Bạn đi nhiều cung đường mà bỏ qua đèo Khánh Lê này thì phải nói thật sự là hối tiếc. Đây là một cái cung đường đèo uốn lượn quanh co, có những cái khúc cua cực kỳ nguy hiểm, và bên cạnh đó thì những cái vách đá treo leo, sương mù này, rồi cái độ dài của cung đường đèo này. Đi qua đây bằng xe máy á, thì cảm giác cực kỳ tuyệt luôn, vừa run vừa sợ, vì cái cung đường đèo này á, thì hơi vắng, theo mình cảm nhận thì hơi vắng một tí. Đường thì cũng không có khó đi gì mấy, từ cái độ cao 500m khi mà chúng ta đi từ cái hướng Nha Trang đi lên thì có rất là nhiều những cái đồi núi, rồi những cái khúc cua quanh co nguy hiểm, những cái khúc cua cùi chỏ mà hình xoắn ốc á các bạn, tạo cho cảm giác là rất là khó chịu, mà rất là khó tham gia. Đi qua đây phải nói là cực kỳ chậm luôn, mà phải quay phim như thế này nữa thì phải nói là nguy hiểm cực kỳ luôn. Vài năm trở lại đây thì mình thấy cái lưu lượng tham gia giao thông của xe ô tô, xe tải, rồi xe máy, cũng như là các bạn phượt đi về cái cung đường đèo này khá là nhiều luôn. Đây là lần thứ hai mình đi lại cái cung đường đèo này và cảm giác vẫn rất là hồi hộp. Khi mà lên tới độ cao 1000m, 1500m thì rất là lạnh và rất là nhiều sương mù. Mình đã lên đến cái độ cao của đỉnh đèo là 1500m. Thì đèo Khánh Lê á, thì nó có 3 bậc. Từ ở dưới Khánh Hòa mình đi lên, Khánh Hòa Khánh Vĩnh đi lên á, thì bậc thứ nhất là 500m, bậc thứ hai là 1000m, và lên trên này bậc cao nhất hiện nay là 1500m. Thì
đi một đoạn nữa, khoảng tầm gần một cây số nữa là đến địa phận của tỉnh Lâm Đồng. Lên tới cái khu vực này thì đây là cái khu vực rất là nhiều sương mù. Hiện tại thì đang vào cái mùa cuối năm, nắng, trời se lạnh thôi. Nhưng mà khi mà mình tham gia thì mình thấy sương mù dày đặc luôn và rất là lạnh. Còn cái mùa đông, cái mùa kia thì ở trên đây là mưa phùn, mưa rất là nhiều. Cho nên là cái đoạn đường này có rất là nhiều cái vụ sạt lở. Cho nên là các bạn đi tham gia qua cái cung đèo này cẩn thận. Nhưng đây là một cái đường đèo khá là đẹp nha các bạn. Mình nghĩ bạn nào mà chưa tham gia cái đường đèo này thì nên tham gia, nên đi. Giác rất là phê và rất là tuyệt vời. Mình đang đứng ở độ cao 1.500m. Và sẽ bay flycam nhiều cho các bạn xem luôn đó. Ba cục sẽ hy vọng sẽ bay hết. Hồi xưa mình đi một lần, hồi đó là mưa từ đầu đèo dưới Khánh Hòa, mưa lên tới Lâm Đồng luôn. Và hôm nay mình đi thì vào cái mùa thời tiết nắng ấm á, nhưng mà vẫn có rất là nhiều sương mù. Chào mừng các bạn đến với clip tiếp theo của kênh YouTube Ồ Ngon Thật. Ngày hôm nay trong một cái dịp mà đi về đèo Khánh Lê, một cái con đèo nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, thì mình sẽ bay flycam ở nguyên cái con đường đèo này, giới thiệu cho các bạn về những cái cảnh quay trên cao khá là lạ mắt và khá là đẹp. Đây là cái đoạn mà khúc dưới từ Khánh Vĩnh, từ Nha Trang Khánh Vĩnh các bạn đi lên. Đây là đoạn đầu tiên của đèo, thì chúng ta đã thấy được những cái đồi núi, đoạn đường quanh co chỉ núi đi rồi đúng không? Lên trên kia còn vất vả, còn đẹp, còn quanh co, còn uốn lượn nhiều hơn nữa. Đèo Khánh Lê nằm trên quốc lộ 27C ở vùng giáp ranh huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa và nối liền với huyện Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Đỉnh đèo ở độ cao là 1.700m. Đỉnh ở gần đỉnh núi Hòn Giao, đèo nằm ở thung lũng Khánh Vĩnh và bắc ngang qua cao nguyên Di Linh để lên cao nguyên Lâm Viên. Theo biển báo ở chân đèo thì đèo Khánh Lê này có độ dài là 29 km, nhưng mà thực tế có những cái thông tin là độ dài của con đèo này lên tới 33 km, với nhiều cái khúc cua, những cái đoạn đường cực kỳ gắt mà đã có những cái vụ tai nạn cũng như là những cái vụ sạt lở đất, báo chí đã đăng rất là nhiều, cũng như là dân phường truyền tai nhau về cái độ nguy hiểm của cung đường đèo này. Nhưng cũng rất là nhiều những cái khách, những cái bạn đam mê muốn đi về đây, muốn thử trải nghiệm về đây, muốn thử trải nghiệm cung đường đèo này bằng xe máy, không chỉ một lần mà hai lần, ba lần và nhiều lần khác nhau ở những cái mùa khác nhau. Đây là một cái khúc uốn lượn quanh co mà mình dừng lại bay flycam. Bay flycam ở cung đường đèo này thì cực kỳ khó luôn các bạn. Tại vì sao? Nó phải phất núi nè, rồi phất những cái đường cua, rồi khúc khuất những cái quả đồi á, quay rất là khó. Cái đoạn này thì cái đoạn chuyên sạt lở đất đá, các bạn thấy không? Qua cái góc máy flycam thì toàn bộ đá ở ngay cái khúc cua này á, có một cái biển báo báo nguy hiểm về những cái mùa mưa, mùa bão, cái mùa mà mùa đông á, thì đá ở đây nó sạt lở xuống thì rất là nguy hiểm. Chính vì cái cung đường đèo quanh co nguy hiểm như thế này nên là đèo Khánh Lê còn rất là nhiều những cái tên gọi khác, như là đèo Khánh Vĩnh nè, đèo Bi Đúp nè, đèo Hòn Giao nè. Đặc biệt có một cái tên rất là được dân phượt gọi, đó là đèo Omega. Đèo Omega thì tên này do một cái anh gọi là chuyên đi phượt, một cái anh rất là nổi tiếng, mình quên rồi, anh đặt cho cái tên. Và từ đó thì nó có cái tên này luôn, tại vì nó cứ quanh co uốn lượn lên dòng xuống dốc, nó giống như một cái hình thùi đó, và anh đặt cho cái tên là Omega. Ở đây thì những cái phương tiện xe khách, xe ô tô, khách du lịch, họ đi từ thành phố Nha Trang lên Đà Lạt thì họ đi bằng cái cung đường đèo này, nó rút ngắn thời gian. Nếu trước đây đi từ khoảng hơn 220 km theo đường cũ thì ngày hôm nay nhờ có cái cung đường đèo này cho nên nó rút ngắn xuống còn 140 km thôi. Đây là một trong những cái cung đường đèo dài nhất Việt Nam. Phần lớn chiều dài của cái cung đường đèo này là nằm trên địa phận của tỉnh Khánh Hòa.
Chân đèo ở địa chỉ là đường DT652, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh. Ngoài cái vách núi treo leo, ngoài những cái đường ba cua ôm, khúc cua của chả xoắn ốc, thì chúng ta thấy là ở đây có rất là nhiều những cái cây cối, rồi thác nước, những cái suối hả đổ từ trên cao xuống, những cái cung đường một bên là vách núi nè, một bên là vực sâu, rồi có những cái tháng mà sương mù dày đặc luôn. Qua cái ống kính flycam thì các bạn thấy rồi, vực thì cực kỳ sâu mà sương mù, cho nên là đi những cái mùa sương mù á thì gây rất là khó khăn cho cái việc mà tham gia giao thông, gây khó dễ cho cái việc mà các cái bác tài họ tham gia giao thông, tại vì nó phức đi cái tầm nhìn. Ở cái độ cao khi mà mình đang bay flycam ngay lúc này là độ cao 1.500m và hơn thế nữa, thì cái việc bay flycam của mình thì cực kỳ khó khăn luôn. Qua cái ống kính các bạn thấy không, bay rất là khó, có những lúc là mình phải dừng flycam lại để mà định hình lại, để mà tránh cái sự gọi là va chạm flycam, tại vì nó vô cái khúc sương mù á thì không thể nào thấy được. Đèo Khánh Lê được thông xe từ cuối năm 2006, sau một năm thi công ráo riết với nhiều khó khăn trở ngại, thì đơn vị thi công đã tập trung nhân lực với hơn 700 công nhân, 350 đầu kéo và cùng nhiều cái thiết bị khác để mà hoàn thành xong cái tuyến đường này theo như cái dự án ban đầu, kịp với cái tiến độ để đưa vào lưu thông. Cung đường này được xem là một trong những cái kỳ tích, thành quả ngoài mục và sự dốc lòng của cái đội ngũ thi công. Đèo Khánh Vĩnh, đèo Khánh Lê, đèo Omega nó giúp rút ngắn gần 80 km di chuyển cho khách du lịch, khách tham quan, các bạn địa phương từ thành phố Nha Trang về thành phố Đà Lạt từ 220 km xuống còn 140 km, qua những cái đoạn sương mù quanh co rất là cực kỳ nguy hiểm. Những cái lúc mà mưa, rồi những cái lúc mà đường đất sạt lở này kia thì đã có những cái vụ mà tai nạn, những cái vụ mà sạt lở rồi nó làm ảnh hưởng đến các bạn tham gia ở đây, thì những cái vụ tai nạn rất là đáng tiếc đã xảy ra, báo chí đã nói rất là nhiều. Nhưng cũng vì đó nó làm cho dân phượt rất là háo hức, các bạn trẻ khi mà chưa đi về đây thì một lần muốn về đây để mà xem thử cái cung đường đèo này như thế nào. Đó, qua cái góc máy flycam các bạn thấy được là flycam nó vô cái khúc mà sương mù á, từ độ cao khoảng 1.000, 1.200, 1.300 trở lên tới 1.500, 1.700 thì sương mù nó như thế này nè. Bay flycam thì hầu như là không thấy một cái gì luôn, mình phải khựng flycam lại, mình phải dừng lại, hạ độ cao và đi theo cái lối mà đi cũ để mà tránh va vào vách núi hay như thế nào đó, tại vì trong cái sương mù nó cực kỳ nguy hiểm luôn các bạn, mình sẽ không thấy được cái đường đi và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cho cái thiết bị của mình. Hy vọng qua cái clip này thì các bạn sẽ hình dung được cái cung đường đèo này nó khó khăn hiểm trở như thế nào, và nó sẽ định hình được cho các bạn khi mà ở trên cao nó như thế nào. Rồi sắp tới nếu mà có dịp á, mình khuyên các bạn nên đi từ cái hướng mà Khánh Hòa đi lên, hoặc là từ cái hướng mà Đà Lạt đi xuống, đi hướng nào cũng được, nhưng mà khuyên các bạn là nên đi hai lần, một lần hướng này, một lần hướng kia. Từ Khánh Hòa đi lên, khi mà qua gần hết đèo rồi thì sẽ đến cái địa phận gọi là tỉnh Lâm Đồng. Ở đây thì có một cái biển để mà báo là thành phố Đà Lạt chào quý khách, hay là thành phố Đà Lạt hay là tỉnh Lâm Đồng hẹn gặp lại quý khách. Đó, thì đây là độ cao 1.700m, cực kỳ cao, sương mù rất là nhiều, và chúng ta còn một cái đoạn đường cực kỳ đẹp ở phía trước nữa. Chúc các bạn có một cái chuyến đi an toàn và những cái chuyến phượt thật là vui và nhiều kỷ niệm nha. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì nhấn like và subscribe để ủng hộ cho mình nha.